Xin chào các bác nhé, em bên công ty cầu trục HNC. Thì video này em sẽ hướng dẫn cho các bác cách đấu tay bấm điều khiển có dây nối với pa năng cầu trục song song với điều khiển từ xa. Đây sử dụng hai, em sử dụng phổ thông thường thường sử dụng hai loại này nhé, loại của hàn răng cũng lại của KG, mong cái KG này nó cũng của Hàn Quốc này, model KG H06 lại một cấp tốc độ nhá. Đấy thì thế là do cái nút giữ khẩn này của cái loại này, cái này nó rất là khó đấu, đấu và đấu dây vào nó rất khó đấu, nên em hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác đấu trên cái tay bấm điều khiển của KG H06 nhé, của KG Auto Hàn Quốc. Thì xin hướng dẫn cho các bác đấu vào cái này. Này cái nút dừng khẩn cấp của con này ở hai tiết điểm này, mình đấu là nó mới dễ, nó mới chắc. Đấy. Thì bình thường nhá, bình thường là ở các bác sẽ để ý là sẽ thấy cái đây, các bác sẽ thấy cái nút đây chưa. Đấy, cái này chính là cơ cấu, này chính là cơ cấu khóa chéo đó. Cơ cấu đoàn 7 này, cơ cấu bấm binh này. Đấy, để làm sao để các bác bắt đầu đấu trực tiếp vào đây thì các bác cũng không bao giờ ấn được hai nút cùng lúc. Đấy, kiểu gì nó chỉ được một nút thôi. Đây chính là cơ cấu an toàn khóa chéo. Đấy, khi cấp điện đảo chiều động cơ thì ngay trên bản thân cái nút này người ta cũng đã thiết kế là khóa chéo rồi. Đấy, cũng cơ cấu bọc bình rồi. Đấy, thấy cũng thế này. Đấy, cơ cấu bọc bình cơ khí rồi. Đấy, khóa chéo cơ khí nhá. Đấy thì bên em cũng cung cấp cái tay bấm này nhá, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ bên em. Tay bấm KG H06 có lại một cấp tốc độ và hai cấp tốc độ, thì đây em đấu là lại một cấp tốc độ này, model này KG H06. Nếu mà lại một tốc độ thì nó là KG H06 EAAA. E là emergency này, A chính là ba cặp tiết điểm, ba cặp và cặp mà nút bấm này là tín hiệu của một cấp tốc độ. Đấy, thì để đấu được vào cái tay này ấy, thì sẽ dùng một cái dây này 6 nút 7 8, nhưng đây là dây này mình chỉ có 2 4 6 7, em có 7 dây có sẵn này, có 7 nõi thôi. À, em sẽ lấy một nõi ở ngoài nữa, cấp điện. Cái bấm này thì đây em phân ra cho dễ, hai dây đỏ này xem sẽ bấm nâng hạ này, cấp cái nâng hạ. Hai dây xanh thì sẽ là di chuyển trái phải này. Đen trắng thì là bắc nam, còn dây cuối cùng này là dây cấp điện cho vào nút nâng từ khẩn cấp. Đây xin đấu U này, X này, thì là U nữa, up nữa. Thì mình sẽ đấu vào nút trên cùng. Đào này, đấu trên này,
đây là up down nhá, up down này đấy. Đây thì ở đây sẽ cấp cấp nửa nhá, cấp dương nguồn vào chung một chân này, và khi bấm nút này thì sẽ dương nguồn sẽ thông qua tiếp điểm này. Tiếp điểm này thì sẽ cấp điện cho cái từng 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 tiếp điểm này. Đấy. Up nào xanh, tiếp theo là di chuyển trái phải, đâu P trước nhá, P thì trái trước. Đen trắng, đen trước, em đấu đen trước, đen mồm thì để mẹo nhớ đấy, sẽ đấu đen trước, trắng sau, xong rồi đấu cuối cùng. Điền này trắng này, nhóm Bắc Nam ấy. Rồi về mình đấu xong cái 6 chuyển động nhá, cấp điện cho 6 nâng hạ này, trái phải này, Nam Bắc này, còn cái dây vàng này, dây vàng này thì em sẽ cấp sẽ đấu vào trước tiên đấy. Đây là bên này nhá, còn phân tích tiếp, em phân tích nhỉ, này còn cái ta cần một cái dây này nhựa, dây này giờ phải cấp điện, tức là ta sẽ lấy điện từ cái từng cấp này đấy. Còn một bên này này ta sẽ cấp điện cho cái nút này để vừa dừng khẩn cấp và vừa cấp điện cho khởi tổng nhá. Đây khởi tổng, sẽ đấu khởi tổng luôn, tức là cái này khi bấm nút khi nút dừng khẩn cấp mở đấy thì hai cái nút này đây, hai cái này thông mạch không đây mới các bác, hai cái này thông mạch này, hay là thông mạch nhá, đây này, rồi thông mạch đấy, khi nút từng khẩn cấp này, nó lên nhé, là đang ở trên đấy, rồi thì hai cái nút này thì hai cái này thông mạch, đấy. Khi em ấn ấn dừng này, ấn ấn xuống thì hai cái này sẽ hở ra, đấy, thì ý nghĩa của nó là như nào? Là bây giờ ấy, khi ta ấn khi ngắt điện đấy, chưa ngắt điện thì cái này vào chân A2 này nhá, cái này vào chân A2 của khởi tổng nhá, thì em khi ấn nút dừng khẩn cấp thì mất điện, chân A2 mất điện rồi thì chiếc khởi tổng cũng mất điện đấy, khởi tổng mất điện, nhưng mà dừng khẩn cấp này mất điện, cái này mất điện này mà ta cắt cấp điện luôn cho cả cái mạch điều khiển này luôn, từ đó nó cũng mất cả điện điều khiển và cũng mất cả điện động lực thông qua cái nút emergency này dừng khẩn cấp đấy. Thì đây em xin đấu. Đấu ở chân này nha, cho nó tiện, bên này cho nó gần cái bấm, còn cái
sẽ cấp điện vào một đầu này. Dây này nhá, dây này sẽ cấp nguồn vào đây. Cấp nguồn thông qua cái nút MVC này. Sẽ cấp nguồn vào đây để khi bật nút khi mà nút đường khẩn ra thì sẽ thông mạch từ đó cấp điện điều khiển. Bác cái đấu cái này vào khoan lửa nhé. Đây đấu đấu chung, bác đấu chung vào chân dây cam này, chung chân dây cam nhé. Thì cũng tương tự vì các bác cũng đấu chung vào chân biến áp, chân nguồn cấp điện dư nguồn cho mạch điều khiển cho các con coi này. Thì đây là thì các bạn đấu ở đây biến áp là 48 110, thì các bạn đấu thì đỏ vào nguồn 48 110 nhé. Đấy, đây thì đỏ này thông qua MVC này để sẽ cấp điện. Đấy, cấp điện qua cho cái khởi tổng này, cấp điện cho dư nguồn cho các nút điều khiển ở chân các A2 của các khởi. Đây, bây giờ anh đấu tiếp cái đầu còn lại vào các khởi nhé. Đây đỏ này, đỏ là nâng thì u nó up này, em vừa đấu u nó up thì em đấu vào cái chân này, cùng chân này. Cũng vào trước thường đóng của khởi hạ, tương tự này thì là đấu vào trước thường đóng của khởi nâng. Xanh này đấu P trước, P là trái, E là phải. Thì đây trái đây thì ta đấu vào trước
trước thường đóng của khởi phải và vào khởi trái, hai khởi trái. Xanh này, xanh này nữa, xanh này nữa. Tiếp là thì đen trắng, đen trước nhé, đen trước thì ta sẽ cho đây vào đây. Đen để sẽ cấp định cho cái này từ từ. Trắng, trắng cái này lại trúng nhưng mà trắng của khởi điểm từ xa luôn. Dây màu vàng này tạo cung đấu ở trên A2 nhé, trên A2 của công tơ tư tổng này, đấu chung trên đỏ ấy. Dây đỏ này, dây này sẽ đây, cung cấp đấu chung trên dây cam ấy. Dây này là cấp điện thông qua cái đường khẩn cấp này, đây thông qua tiết điểm đường khẩn cấp để cấp điện vào chân A2 của công tơ tư tổng, tức là khi tấm mở nút start này, mở nút emergency này ra thì hai cái tiếp điểm này sẽ thông mạch. Đó. Đó, khi hoạt động, cầu trục hoạt động thì ta phải vặn này, vặn cái này ra để cho lúc mà khi nó mở ra để cái tiếp điểm này nó thông mạch này. Đó. Tiếp điểm thông mạch này thì đây điện điện là dương nguồn, đây điện dương nguồn, điện điều khiển dương nguồn ở đây cấp điện cho dây vàng này. Dây vàng này sẽ vào công tơ tổng và trên hai công tơ tổng từ nó là hút, thấy chưa? Công tơ tổng làm việc cấp điện cho các khởi thành phần. Đó. Và đồng thời khi emergency hoạt động ấy, được mở ra ấy, thì điện dương nguồn sẽ được cấp điện vào và các nút bấm nhé, cấp điện vào trà và trước các nút bấm này và trước tiếp điểm của các nút bấm này, để khi ta ấn nút up down thì trái phải hoặc là nam bắc ấy, thì sẽ có điện. Đây là nút chờ nhé, đây thì tính là điện chờ này, có điện này, thì chẳng hạn khi ta bấm nút up này, up lên ấy, đây nhá, đây là chưa có điện nữa không, đây là up này, đây chưa có điện này, thì ta bấm nút lên này thì hai cái điểm này nó thông mạch nhau thì sẽ đóng lại. Đấy, thì có điện khi up này. Đấy, tương tự khi bấm hạ này thì hai khi chưa bấm nhá thì hai tiếp điểm này mở ra này thì không có điện. Đấy, khi ta bấm nút down này, đấy, hạ đấy thì là hai tiếp điểm này được đóng lại, kết nối với nhau thì có điện. Đấy, tương tự trái này. Đấy, phải này. Ấn nút đấy. Ấn nam này, tiến lùi cả tiến này, ấn thả tay ra, ấn thả tay ra đấy. Và lùi này hoặc là nam bắc ấy. Đấy, ok. Nhưng mà khi ta ấn nút dừng khẩn cấp nhá, khi ta ấn nút dừng khẩn cấp này đấy,
thì cái này không có điện đâu. Đấy, không có điện thì trên A2 này sẽ không có điện cho công tắc tổng thì rồi nó sẽ mất điện. Đấy, mất điện được luôn, mất điện cả điều khiển luôn. Đấy. Thì bây giờ em đã đấu xong nhá. Em xin phép được đóng điện. Đây. Để nắp cái này vào đây. Chén lại một lần nữa rồi. Ok. Xin mời cắm đi. Cắm điện nha. Bây giờ điều khiển từ xa đã có điện. Và khi em bật AD này. Để bật AD thì nào? Chính là cấp nguồn. Đây này là biến áp ấy. Thì ở đây là có điện nhá. Đấy, có điện rồi đấy. Bây giờ em mở khởi tổng này nhá. Đây. Mở khởi này. Đấy. Khi mà là hai cái nút hai cái tiết điểm mà ở cái vực cấp này nó được đóng lại. Đó. Thì khởi tổng hút nhá. Đây cái ấn bấm up này. Đó. Up này. Down. Trái này, phải này, tây này, đông này, tiến lùi như thế, tiến này, lùi này, được chưa? Bấm vừa tiến là cả vừa nâng này, đấy, được chưa? Cả hai đồng thời hút nhá. Hoặc vừa hạ mà vừa di chuyển trái này. Nhiều bác hỏi này. Vậy cả ba điều cả ba cái khởi có hoạt động được cùng lúc không? Chẳng hạn là nâng này, di chuyển trái này, và tiến hoặc lùi này. Được, nhưng mà quan trọng là các bác có dùng được dùng hết không? Các bác phải ấn ba tay nhé. Đây chẳng hạn này. Một này. Hai này. Ba này, đấy, cả ba khởi này cùng hoạt động, chưa? Đấy, đấy. Nhưng mà vì cái này có cái cấu cơ khí là mình không thể nào ấn được, cái cấu nó bấm bênh nhé, nha vừa chị cho các bác ấy, thì không bao giờ ấn được. Ấn thùng nước được, chúng ta up, down, trái up này, nhá. Đây. Đồng thời em bấm luôn cái điều khiển từ xa cho các bác này, nhá. Up này, down, được chưa? Đây, nếu các bác hỏi là liệu ta ấn một người dùng điều khiển xa, một người dùng tay bấm dây mà ấm bấm một người dùng bấm up, một người bấm down thì có được không? Thì thưa các bác là không được nhé, bởi vì là cái này nó đấu cùng chân với nhau không? Thì khi tiếp điểm này hở ra thì chẳng hạn các bác cũng bấm up nhé, được chưa? Không phải là bấm down, đây bấm down nhé, không có điện, up rồi nhé, up này, bấm down không điện, bởi vì sao?
bởi vì là khi áp này, cái nút này, khi khởi này hút này, khởi này hút thì cái tiết điện này mở ra này, thì các bác ấm nút down nhé, bác ấm nút down này, ấm down để cấp điện cho cái khởi này, nhưng mà cái khởi này nó điện cho khởi này là thông qua cái khởi này không, hoặc cái khởi này đang hút rồi, các bác bấm nút này nó đang hút rồi, thì cái hở ra thì không có điện ở đây, không có điện ở sau cái tiết điểm này, khi nó tiết điểm này hở mà không có điện thì chân A2 của cái khởi này không có điện, thì các bác bấm up hạ thoải mái. Nhưng các bác ấm nút khác được nhá, đây nhá. Các bác ấm trái này, đấy, vừa điều khiển xa này, đấy. Đấy, trái này, lên này, trái này, lên này, trái này. Hoặc các bác di chuyển này, đây, di chuyển nhá, các bác bấm không được nhá, được chưa? Thì cái nút này nó hút. Cái hút này hỏng máy ra thì các bác bấm vào nút trên này cũng không phải có điện, có thả tay ra có điện, thả tay ra này cái tiếp điểm này đóng lại thì các bác ấn thì nó có điện. Và cái điều các bác phải lưu ý này, lưu ý cái điều này nó quan trọng là khi các bác cất một cái tay bấm đi ấy, cất một tay bấm này đi thì các bác phải ấn nút emergency nhé. Các bác treo lên ban ăn thì các bác phải ấn nút này cho em, được chưa? Ấn nút này cho em nhé, ấn nút này cho em, giữ các cất đi thì ấn hẳn nút này để tắt cái hẳn cái này đi. Đấy, các bác thấy không, khi ấn nút này nhé mà cái này vẫn không hoạt động, phải không? Tức là cái này vẫn hút, bởi vì sao? Bởi vì nó dùng song song, mấy cái nút này nó vẫn đang mở, thấy chưa? Đấy, nên là em mới bảo các bác là khi các bác không dùng ấy, các bác chỉ nên dùng một trong hai cái để khi các bác ấn dừng khẩn cấp ấy, thì cái này nó mới có tác dụng này, thì nó mới ngắt, thấy chưa? Khi đây nhá, khi các bác ấn tắt một cái nhá, để tắt cái này nhá, thì các bác ấn bây giờ các bác ấn nút dừng khẩn cấp mới được này, ấn nút stop này, đấy, thấy chưa? Bây giờ các bác ấn nút stop mới được đấy. Thì các bác ấn nút start này, thấy chưa? Rồi lại bình thường, cái nút này ơ mình sẽ tắt rồi nhá, thì các bác ấn cái này nó chung nó có điện, các bác ấn nút này rồi vì cái nút start này cái điều khiển từ xa này nó vẫn dùng nhá. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao mà ấn nút dừng khẩn cấp này mà vẫn có điện, mà ấn nút có điện thì là bởi vì cái chân vàng các bác biết rồi, cái chân A2 này, thấy chưa? Chân A2 này, chân vàng này, dây vàng được đấu vào này, ra sau cái nút dừng khẩn cấp để đấu, nó lại đấu chung với cái em mà đấu chung với cái này nhá, đấu chung với các nút điều khiển này, đấu chung này. Thông qua là khi dây vàng này ấn nút dừng khẩn cấp rồi, nhưng mà cái này vẫn hoạt động, tức là khởi này vẫn khởi áp này, khởi tổng này nó vẫn có điện nhá, bởi vì là cái dây đỏ này, đấy, dây đỏ này có điện nó truyền qua với dây vàng này. Chuyển vào dây vàng nhé, từ đó từ dây vàng nó chuyển vào đây, nó sẽ cấp điện cho các nút này, cái nút này nó vẫn trả sẵn nhé, có điện nhé. Thì vì là do cái dây này, do cái dây đỏ này, thì là các bác ấn nút tương dừng hẳn này, ấn nút dừng hẳn này. Thì khi đó các bác ấn cái này mới không có điện, bởi vì là cái dây đỏ cái điều khiển từ xa này nó đấu chung trên A2 mà,
dây đỏ điều khiển từ xa này nó không có điện nữa, thì cái dây vàng này không có điện, dây vàng này không có điện, thì từ đó các nút điều khiển này không có điện. Đấy. Vì đấu chung á, vì đấu song song nhau nên mà nó vẫn có một cái bất cập nhỏ nhỏ một chút, nhưng không đáng kể bởi vì mình có dùng cái nút này đâu, mình không dùng cái bấm đâu, mình cuốn lên trên rồi. Đấy, mình chỉ ấn nút tắt cái nút này đi thôi. Đấy. Vì trường hợp mà các bác không có điều khiển từ xa ấy, thì các bác mới tháo cái chân dây đỏ ra, thì đó ở đây có mỗi dây vàng thôi. Đấy, được chưa? Đây có mỗi dây vàng thôi, thì các bác ấn nút dừng khẩn cấp này, tắt rồi thì sẽ dừng khẩn cấp này thì tắt rồi thì dây vàng này sẽ không có điện nữa. Đấy, bởi vì là từ dây đỏ này nó sẽ qua nút dừng khẩn cấp nó cấp điện cho dây vàng mà không có dây cam nữa, không có dây đỏ còn điều khiển từ xa nữa thì dây vàng không có điện nữa. Đấy. Dùng hai cái song song thì nó có bất cập một chút. Có bấm nút start này, có bật nút này đều được. Các bạn ấn nút stop này thì các bạn không bật được nữa, bởi vì dây đỏ không có điện là dây vàng không có điện. Dây vàng không có điện thì cả cái này không có điện nữa. Ok thì đấy nhá. Thì đấy thì em mới bảo là các bác này, để phải khi không dùng cái này ấy, các bác phải ấn nút này xuống nhá. Nếu các bác không ấn nút này xuống thì nó rơi vào như nào, trường hợp nào thì đây nhá. Các bác giả sử các bác không dùng nhá, các bác vẫn giữ nguyên này, giữ nguyên cái nút này, thì em sẽ chỉ cho các bác cái trường hợp này khi không dùng ấy. Được chưa? Thì các bác ấn nút stop này. Được chưa? Ấn nút stop nó không có tác dụng nữa. Được chưa? Ấn nút stop này nó không có tác dụng nữa. Cái khởi này nó vẫn mạch động lực này, ấn nút stop này mạch động lực này vẫn hút. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn có nguồn nuôi từ cái emergency này chưa tắt, nó vẫn nuôi và cái dây vàng này nó sẽ cấp điện cho cái chân A2 này, khởi này vẫn hút. Đấy. Được chưa? Thì các bác ấn nút stop để tắt mạch, nhưng mà chỉ tắt mạch điều khiển thôi nhá, tắt mạch điều khiển ở trên cái tay bấm này thôi, nhưng mạch động lực của cái cuộn này nó vẫn hút do cái này vẫn được mở. Đấy. Các bác ấn nút stop này nó chỉ tắt mạch điều khiển và tắt cái dây đỏ này không có điện thôi. Thấy chưa? Dây đỏ này không có điện, nhưng mà nó truyền, nhưng mà dây vàng này có điện thì nó truyền vào cái điều khiển từ xa này, nhưng nó không ý nghĩa gì cả, nó chỉ đầu trà thôi, nó không ý nghĩa gì cả. Đấy, cái đỏ này nó không ý nghĩa gì, nên là mặc dù dây đỏ có điện thì các nút này không có điện. Đó. Các bác ấn nút start này và bắt đầu từ lúc mà mới bắt đầu có điện. Ấn nút stop này, khi có ấn nút stop này thì chỉ có mạch ngắt mạch điều khiển ở trên tay bấm này thôi, nhưng mạch động lực để truyền xuống các khởi thành phần này vẫn có, giờ vẫn do cái khởi này vẫn hút nên là không ngắt được mạch động lực, nên là nếu các bác mà không ấn cái này này, đấy, không ấn cái này nữa thì cái điều khiển này không có tác dụng, không tác tơ này không tác dụng nữa, thì các bác ấn nút dừng khẩn cấp ở trên này thì không có ý nghĩa, nhưng các bác nút không dùng các bác cứ ấy cho em. Đúng, ấn nút dừng cấp này nó treo đi. Rồi bây giờ các bác điều khiển từ xa này mới có điện. Đấy. Do từ cấp thì nó mới ngắt mạch động lực. Và mạch điều khiển ở trên cái tay bấm này, mạch động lực ở các khởi thành phần. Đấy. Thấy chưa? Em nói rất kỹ nhá. Con nào không hiểu các bác cũng sẽ phải hiểu. Nó quá rõ ràng, đánh mạnh lên. Thấy không? Đây các bác mở nút điều khiển cấp lên này, không ấn stop mà nó chỉ ngắt mạch ấy thôi, ngắt mạch điều khiển trên tay bấm thôi, còn mạch động lực cái khởi tổng vẫn hút. Đấy, ấn xuống rồi các bác bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật, tắt. Đấy, chưa? Đấy, đây là rồi này, em hướng dẫn xong cho các bác
cho các bác cách đấu, cách đấu điều khiển từ xa cho cầu trục Comodian F21 E1B. Đấy. Đấu song song với cái tay bấm có dây. Lại 6 nút điều khiển và một nút từ khẩn cấp. Đấy. Đó. Thì em xin dừng video tại đây. Thì các bác thấy hay thì like và share và theo dõi giúp em. Và các bác nào có nhu cầu về mua điều khiển từ xa F21, F1B hoặc là các nút bấm hoặc các tay bấm KGH06 hoặc là các khởi 48V, 110V thì bên em luôn có sẵn nhé. Thì các bác liên hệ với em theo số thoại 0985 789 247 cầu trục HLC đây, đây thông tin bên em. Đấy. Các bác có thể gọi cho một trong hai số này. Thì em xin phép dừng video tại đây. Chúc các bác luôn mạnh khỏe và thành công. Em xin chào và tạm biệt các bác.